chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chuyên mục Đại đoàn kết ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Những kinh nghiệm từ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Phần cuối chương trình là phóng sự Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Với sự chủ động trong việc chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc theo đúng hướng dẫn, Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lâm đã diễn ra thành công, trở thành sự kiện chính trị quan trọng có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cơ bản đã bám sát hướng dẫn số lượng, chất lượng các bài tham luận tại đại hội, đa dạng về nội dung tham luận và đối tượng tham luận. Công tác nhân sự đại hội thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc đủ số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định. Dự đại hội đại biểu của huyện Văn Lâm có các đồng chí là chủ tịch, các phó chủ tịch phụ trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã, các đồng chí tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái công việc chuẩn bị tốt các cái điều kiện từ nhân sự cho đến nội dung của đại hội cấp huyện, mình đảm bảo theo đúng các hướng dẫn, các chỉ thị, các quy định để tổ chức đại hội mặt trận cấp mình diễn ra được thành công, tốt đẹp, trang trọng và chất lượng. Nghiêm túc kỹ lưỡng trong từng khâu công việc chuẩn bị, đại diện cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham dự đông đủ tại đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lâm, để từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng sáng tạo trong tổ chức đại hội tại đơn vị của mình. Khi tham dự đại hội điểm của Mặt trận huyện Văn Lâm, chúng tôi cũng cảm nhận thấy cái không khí của đại hội thì rất là trang trọng, công tác chuẩn bị liên quan đến trang trí khánh tiết rồi các cái nội dung của chương trình của đại hội thì cũng rất là công phu và chi tiết, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu và học tập những cái công tác chuẩn bị cũng như là cái quá trình tổ chức đại hội của huyện Văn Lâm điểm để về áp dụng đối với đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc của thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2024-2029. Đến nay toàn tỉnh đã có 139 trên 161 xã phường thị trấn hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện sẽ được tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tháng 6 và tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào tháng 8 tới đây. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã tích cực tham mưu với Đảng ủy và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân xã trong việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri. Xã đã thành lập 3 tổ đi lấy ý kiến cử tri. Các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư là thành viên của tổ. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc xã tích cực hướng dẫn các thành viên trong tổ thực hiện việc lấy ý kiến cử tri, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm và đạt yêu cầu đề ra. Trong việc mà tổ chức lấy ý kiến của cử tri, hộ gia đình, tôi cũng đã họp và đồng thời cũng tham mưu để phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã để phân công các đồng chí trong thành viên ban tác mặt trận để tham gia trực tiếp là các cái tổ thực hiện đi lấy ý kiến cử tri. Mặt trận Tổ quốc cũng có vai trò hết sức quan trọng là công tác tuyên truyền cũng như là cái công tác giám sát, kiểm tra giám sát thường xuyên về cái thủ tục trình tự của Ủy ban Nhân dân xã triển khai trong việc lấy ý kiến cử tri. Thực hiện việc lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ có 2.484 hộ gia đình với 6.167 cử tri. Theo hướng dẫn của cấp trên, xã đã rà soát, lập danh sách cử tri trên địa bàn và niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân và nhà văn hóa các thôn, xóm theo đúng thời gian quy định, thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc xã và hệ thống đài truyền thanh khi tiến hành niêm yết danh sách cử tri để kịp thời tiếp nhận các kiến nghị phản ánh của cử tri. Nhờ tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ đảng viên và nhân dân, xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri theo đúng tiến độ đề ra với tỷ lệ cử tri đồng ý cao. Chúng tôi đã giao cho ban thường trực là các cá nhân của công chí phụ trách theo từng thôn và từng khu dân cư trực tiếp là giám sát và kiểm tra. Còn đối với ban công tác mặt trận cũng như các chi hội trưởng trong thành viên của ban công tác mặt trận thì 100% đều nằm trong các cái tổ lấy ý kiến của cử tri. Kết quả đạt được từ việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính sẽ là cơ sở để các địa phương tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên thực hiện. Biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.